Đây, số bơm xịn công suất lớn này, dành cho động cơ từ đây 20-24 cho lên. Chuyện nhông thì khoảng 15 nữa cho lên chuyện nhông mới dầu. Đầy đủ rồi con. Ống gà tắt, tắt rưỡi, tắt 2 thề với. Đây, nguyên bộ nó đây. Nguyên bộ nó đây, ống này tắt rưỡi nè. Ống cơ thì 2 mấy nữa cho lên nè. Ống cơ 2 mấy nữa lên xài được. Điện không cho đi gen được. Phân xịn phân đất đi. Con này là 15 nữa rồi con. Cũng phan vô xịn thôi. Rồi con nào đặt cái máy thì đặt thêm vô đầu nha. Cồn rất lớn nha. Cồn cũng rất là nặng nha bà con. Dành cho 2 mấy ngựa nè. Rất là nặng nha. 14 kg luôn. Dành cho động cơ từ 20 ngựa, 2 mấy ngựa cho lên nha. Ống ga tắt rưỡi, ống này ga là tắt rưỡi nè. Công suất lớn nha. Bà con nào muốn máy nào thì đặt phù hợp, máy nào làm được chứ, đặt theo nhu cầu. Ơi, ơi. Ốc không? Con nào có nhu cầu đặt theo nhu cầu nha. Này máy lớn. Nguyên bộ nó ở đây. Phan rồi luôn. Ở đây là những cái bơm công suất nhỏ, dành cho máy xăng thì 5 ngựa cho lên, xéo thẳng đầy đủ. Bơm motor thì khoảng 2 kg 2 3 ngựa cho lên. Còn đây là cái tu hút bơm nước 2-300 ngàn cái. Này tu hút bơm nước giá nó rẻ nè. Này tu hút bơm nước nè, nó rẻ. Còn này tu hút bùng đặt cái máy thêm nhu cầu của máy nha. Bơm bùng thì máy này sạc cái nước thì máy này sạc được, bơm bùng thì đặt cái nhu cầu máy nha. Này là bà con đặt cái giao hàng tận nơi nha. Xe bưu điện là giao hàng tới nơi cho bà con. Con cái nhỏ nữa thôi. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, cái này luôn hả? À?